Ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã khiến du khách quan tâm nhiều hơn đến việc cải thiện sức khỏe, hướng tới những trải nghiệm nâng cao thể chất, tinh thần khi đi du lịch. Nắm bắt được nhu cầu này, tour du lịch có tên gọi Sức Khỏe Vàng đã được giới thiệu đến du khách khi lần đầu tiên du khách được trải nghiệm thiền trên du thuyền ngay giữa vịnh Hạ Long. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng phóng viên Quốc phòng Việt Nam trải nghiệm tour đặc sắc này nhé! Thưa quý vị, chỉ với khoảng 20 phút thôi, tôi đã học được cách hít thở sâu và chậm giúp thải độc tố từ trong cơ thể. Điều này thì giúp giảm căng thẳng, stress, mệt mỏi và đặc biệt là hồi phục sức khỏe sau thời gian mà tôi bị nhiễm COVID-19. Và có lẽ một tour du lịch giúp vừa thiền vừa được trải nghiệm không gian giữa một khung cảnh thiên nhiên như vịnh Hạ Long như thế này sẽ là một trải nghiệm thú vị đối với mỗi du khách khi đến đây. Khác với hầu hết hải trình có trải nghiệm tập thái cực quyền tại Vịnh Hạ Long, hải trình Sức Khỏe Vàng được thiết kế với các bài thiền chuyên sâu về thư giãn, tự chữa lành, chú trọng vào thở chậm, sâu, giúp đào thải độc tố, cải thiện các vấn đề về sức khỏe, và đặc biệt là hồi phục sức khỏe và tổn thương hậu COVID-19. Với nhiều du khách, ngoài được thưởng lãm cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ của Vịnh Hạ Long, thì đây là lần đầu tiên họ được trải nghiệm một loại hình chăm sóc sức khỏe độc đáo như thế này. Sau khi tham gia trải nghiệm thiền thư giãn ngay giữa vịnh Hạ Long, em cảm thấy đầu óc thư giãn và thoải mái hơn rất nhiều. Đây là một nơi tốt để mình hấp thu năng lượng trời đất và thư giãn tĩnh tâm sau những ngày dài làm việc mệt mỏi. Nếu như có cơ hội, em rất muốn được quay lại đây thêm nhiều lần nữa. Để đáp ứng nhu cầu của đông đảo du khách, các bài thiền trong tour du lịch cũng được thiết kế để phù hợp với nhiều độ tuổi, giúp mỗi người dễ tập luyện và dễ cảm thụ. Chúng tôi đã phải nghiên cứu rất kỹ về một cái phương pháp cũng như là về cái cách làm sao để mà những cái người chưa biết thiền, chưa biết đến thiền, người ta có thể tiếp thu ngay trong vòng từ 1 đến 2 buổi. Chúng tôi có những cái bài thiền như là thiền hoàng hôn, ví dụ như là thiền thư giãn. Sau gần 2 năm tạm ngừng hoạt động vì dịch bệnh, đây được xem là một loại hình trải nghiệm mới lạ dành cho du khách khi đến với Vịnh Hạ Long mùa hè này. Và để kích cầu thu hút du khách, đơn vị du lịch này cho biết giá tour không đổi mà du khách vẫn có thể được trải nghiệm thiền độc đáo cùng nhiều hoạt động khám phá hấp dẫn trên vịnh. Điểm thú vị của chương trình này là gì? Chúng tôi có thể kết hợp cho mang đến cho du khách một cái trải nghiệm rất tuyệt vời khi mà có thể đi du lịch, được ngắm cảnh và thiền định sẽ giúp mọi người được thư giãn, mang đến cho mọi người được cái sức khỏe tốt nhất sau cái quãng thời gian rất dài vì dịch bệnh. Với thời gian từ 30 phút đến 1 tiếng, du khách hoàn toàn được thư giãn, thả lỏng cơ thể trong những bài thiền cơ bản và chuyên sâu. Được hít thật sâu, thở thật chậm, các du khách không chỉ tìm được cảm giác thư thái và bình yên trong tâm hồn, mà còn cảm nhận được vẻ đẹp khi đứng giữa kỳ quan thiên nhiên vịnh Hạ Long. Có lẽ đây là liều thuốc chữa lành hậu COVID-19 vô cùng hiệu quả. Thưa quý vị, ngoài việc trải nghiệm thiền trên du thuyền thì tham gia vào tour du lịch Sức Khỏe Vàng này, tôi còn được trải nghiệm rất nhiều các hoạt động khác nữa như tham quan danh thắng trên vịnh Hạ Long hay là chèo thuyền kayak như thế này.